Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điều chỉnh tăng tông giảm tông ở trên cái đàn piano điện Ateisia Performer này như thế nào. Tăng tông giảm tông hay còn được gọi là change bow. Như các bạn có thể thấy là trên mặt của cái đàn là không hề có cái nút change bow như nhiều cái dòng đàn khác ha. Trên mặt của đàn nó không có. Vậy thì nó nằm ở đâu? Thì cái chức năng này á, nhà sản xuất đã ẩn ở dưới bàn phím của cái đàn. Làm sao để có thể kích hoạt được nó? Vậy thì các bạn sẽ thực hiện cho mình nha. Đây là nốt đô. Các bạn có thể thấy đây là nốt đô. Rồi, ok. Để change bow lên thì ví dụ giờ mình sẽ change bow lên nốt đô thăng là nốt này. Có nghĩa khi mình đánh nốt đô nó sẽ phát âm ra nốt đô thăng chứ không phải là phát âm ra âm đô nữa. Đó, ví dụ giờ mình bấm nốt này đô, nhưng khi mình change bow tăng lên nửa cung thì nó sẽ là nốt này. Mình đánh nốt này nhưng mà nó sẽ ra âm này. Ok, các bạn hiểu chưa? Rồi, vậy mình thực hiện như thế nào? Bây giờ mình sẽ đánh lại nốt đô. Rồi, mình sẽ thực hiện như sau. Mình sẽ ấn hai nút metronome với change với lại tempo để kích hoạt function. Sau đó mình sẽ giữ vô nút re thăng 2 là nút này để kích hoạt change bow. Rồi sau đó trên bàn phím nó sẽ được chia ra, đây là bắt đầu từ 0, đây là tông chuẩn, và lên đây là cộng 1 này. Cộng 1 là cộng nửa cung, nên là cộng 1 cung thì chúng ta sẽ ấn cộng 1 ha. Rồi chúng ta sẽ tắt function đi. Rồi chúng ta đánh thử nốt đô này lại, nó sẽ ra nốt đô thăng. Ok, rồi chúng ta trở về lại ban đầu, chúng ta cũng sẽ ấn nút metronome với tempo để kích hoạt function. Sau đó chúng ta ấn nút re thăng 2 lại để chúng ta kích hoạt change bow. Sau đó chúng ta ấn lại nốt đô 3 để trở về ban đầu, và chúng ta tắt function đi. Đó là nó sẽ trở về lại ban đầu. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ rõ hơn cho các bạn có thể thấy nha. Bây giờ mình sẽ thao tác như sau. Bây giờ mình đánh hợp âm luôn để cho các bạn có thể dễ hình dung ra hơn. Ví dụ đây là hợp âm đô nè. Mình sẽ kích hoạt function lên. Sau đó mình sẽ ấn vô re thăng 2. Rồi, bây giờ mình sẽ không tăng tông mà mình sẽ giảm tông. Mình sẽ giảm xuống trừ 1 là đây. Đây là 0 và đây sẽ là trừ 1. Mình sẽ tắt function đi. Và mình đánh lại tông đô trưởng, nó sẽ ra tông gì? Sẽ ra tông si trưởng. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ đàn thử cho các bạn một đoạn rồi mình change bow lên nửa cung cho các bạn nghe thử ha.